Sau một cuối tuần nghỉ ngơi, Formula One sẽ quay trở lại với chặng Nhật Bản Grand Prix cuối tuần này. Và sau một chặng đua Australian Grand Prix đầy hỗn loạn, người hâm mộ hoàn toàn có thể kỳ vọng vào những diễn biến hấp dẫn của chặng đua thứ tư trong mùa giải. Diễn biến của trận trước đã cho thấy, khi Red Bull sải trần, Ferrari sẽ không bỏ qua cơ hội để giành chiến thắng. Tốc độ trong cuộc đua cũng cho thấy Ferrari hoàn toàn có thể giành chiến thắng 1-2 kể cả Max Verstappen có bỏ cuộc hay không. Sự toàn diện của chiếc SF24 mùa này có thể tiếp tục mang đến khó khăn cho Red Bull tại trường đua Suzuka, nơi vốn có thể coi là sân nhà của Red Bull với thành tích nổi bật trong quá khứ, và điều đó đạt được là từ bộ động cơ đến từ Nhật Bản của Honda. Việc phải đua với một chiếc xe duy nhất tại Úc giờ thiếu khung xe cũng cho thấy Williams đang gặp rất nhiều vấn đề với ngân sách và chi phí phát triển trong mùa giải năm nay. Mặc dù lãnh đạo James Vowles đã khẳng định quá trình sửa chữa chiếc xe của Albon đang diễn ra thuận lợi, nhưng nếu có một sự cố tiếp tục xảy ra ở Suzuka, Williams sẽ lại phải đưa ra những quyết định khó khăn như buộc xa dần phải nhường xe của mình cho Albon ở chặng đua trước. Mùa giải năm nay, Yuki Tsunoda đang thể hiện phong độ rất ấn tượng khi ở chặng gần nhất anh đã về đích ở vị trí thứ 7 và mang về 6 điểm quý giá cho đội Abi. Lần gần nhất đua tại Suzuka, Tsunoda cũng không làm khán giả quê nhà phải thất vọng khi lọt vào tới Q3 ở ngày đua phân hạng và suýt chút nữa đã có được một vị trí trong top có điểm. Lần trở lại quê nhà tiếp theo này, sự tự tin từ cuối tuần thành công tại Albert Park chắc chắn sẽ giúp Tsunoda gặt hái thành công còn lớn hơn nữa. Trong bối cảnh Carlos Sainz đang thi đấu vô cùng ấn tượng trong mùa giải cuối cùng tại Ferrari, Carlos Sainz đang là một ứng viên sáng giá để góp mặt trong dàn tay đua của đại gia đình Red Bull. Đã có những úp mở đến từ lãnh đội Christian Horner về việc Sainz có thể đảm nhiệm một vị trí chính thức tại Red Bull Racing vào năm 2025. Thời điểm này trong năm cũng là lúc mà rất có thể sẽ có những sự thỏa thuận mới được hình thành và những sự chuyển giao hoàn toàn có thể xuất hiện rất sớm để chuẩn bị cho một năm 2025 đầy biến động về nhân sự của Formula One. Tháng 1 vừa qua, McLaren thông báo bổ nhiệm hàng loạt vị trí nhân sự cấp cao mới nhằm cạnh tranh với những đối thủ hàng đầu. Nhưng chỉ 3 tháng sau, một trong số đó đã phải nói lời chia tay, đó là David Sanchez, giám đốc kỹ thuật mới của đội đua nước Anh. Nguyên nhân được cho là bởi David và McLaren không tìm được tiếng nói chung. Hơn nữa, những ý tưởng và những thiết kế của kỹ sư người Pháp không thể chuyển hóa thành sản phẩm áp dụng cho chiếc xe. Sự rời đi của David Sanchez dẫn đến hàng loạt sự thay đổi khác về vị trí nhân sự tại McLaren. Rob Marshall, phù thủy kỹ thuật trước đây của Red Bull, sẽ là giám đốc thiết kế. Neil Howdy trở thành giám đốc kỹ thuật cơ khí, còn Peter Prodromo sẽ là giám đốc bộ phận khí động học. McLaren hy vọng những sự thay đổi này sẽ giúp đội đua khắc phục nhanh hơn những điểm yếu đang tồn tại trên chiếc MCL38. Trong khi đó, Mercedes cũng đang đau đầu với những vấn đề liên quan đến bộ động cơ, đặc biệt là của Lewis Hamilton, khiến tay đua từng 7 lần vô địch thế giới phải dừng lại khi chặng đua nước Úc chỉ mới diễn ra được 1/3 quãng đường. Chia sẻ về vấn đề này, giám đốc kỹ thuật của Mercedes cho biết: bộ động cơ đã được chuyển đến những kỹ sư tại Bridgestone và họ đang nỗ lực để tìm ra nguyên nhân. Tất cả những gì tôi biết là nó đã bị thiếu hụt áp suất dầu đột ngột và bộ động cơ đã tự ngắt để không gây hư hại gì thêm. Từ những vấn đề này, chúng tôi sẽ nỗ lực cải thiện để không gặp lại điều tương tự tại Nhật Bản. Mercedes sẽ không muốn kết quả như tại Melbourne lặp lại tại Suzuka vào cuối tuần này, khi cả hai tay đua đều phải bỏ cuộc lần đầu tiên kể từ năm 2018. Và cũng vì tình hình không mấy tích cực tại Mercedes, lãnh đội của họ là Toto Wolff đã quyết định hủy bỏ lịch nghỉ phép của ông và tiếp tục đồng hành cùng đội đua sau ba cánh. Ông sẽ cùng toàn đội đến Suzuka và hy vọng vào những kết quả tích cực hơn so với những chặng đua trước đó. Với lịch trình dày đặc như hiện tại của F1, Toto sẽ vắng mặt ở một số chặng đua tiếp theo và để dành thời gian nghỉ ngơi cho mình. Tuy nhiên, ông vẫn sẽ làm việc từ xa tại nhà để đảm bảo rằng đội đua vẫn vận hành một cách tốt nhất.